Chào các bạn, hôm nay bên Đài Kinh Nam sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem một số sản phẩm, dòng sản phẩm bên cái công ty Đài Kinh Nam. Đây là dòng sản phẩm tháng 4, có điện áp là DC 90V, sử dụng quá diode 220, tháng 4 1 mã và tháng 4 2 mã, 2 bộ tháng. Tháng tư hay là còn gọi tháng tư chứ cũng được. Ở đây là sản phẩm thực tế của công ty. Motor có sử dụng tháng tư DC 90V, dòng qua diode. Ở đây diode là nó sử dụng là nguồn điện 220 một phá ha. Cấp điện nguồn điện 220 một phá thì điều sẽ cho ra trong DC 90V cấp cho tháng 4. Thì hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn xem dòng motor của Nhật Sumitomo có sử dụng tháng 4 hay còn gọi là phanh 4. Motor thì là motor 3 pha 220V, sử dụng qua biến tần 1 pha 220 ra 3 pha 220V. Khi mà mình cấp điện cho thằng biến tần cũng như là diode của phanh 4 thì trong lúc đó là phanh 4 sẽ hút vào, bộ thắng sẽ nhả ra để cho motor hoạt động. Khi dừng thì mình sẽ tắt nguồn biến tần như là nguồn vào diode. Lúc này phanh tư sẽ nhả ra, bộ thắng sẽ đóng lại, motor dừng hẳn. Sử dụng quá biến tần thì mình có thể điều chỉnh được tốc độ nhanh chậm tùy theo ý của mình, được tiện lợi cho những cái công việc mình đòi hỏi, lúc chậm lúc nhanh theo ý của mình. Đảm bảo an toàn như là tiết kiệm điện năng. Thì hôm nay Đài Kinh Nam có làm cái clip giới thiệu cho các bạn, mong các bạn sẽ có gì phản hồi tích cực bên công ty Đài Kinh Nam.